Xin chào các bạn. Thì để thực hiện làm trang tính, chúng ta sẽ đăng nhập tài khoản của mình trong Google ngay bên vị trí bên đây ha. Và chúng ta để ý kế bên có 9 dấu chấm, chúng ta sẽ nhấn vô 9 cái dấu chấm này. Nhấn vào đó thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện một cái bảng rất là nhiều sự lựa chọn. Thì các bạn sẽ kéo xuống phía dưới nha. Ở đây của mình đã sử dụng rồi nên nó có hiện trang tính trên đây nè. Còn trường hợp các bạn chưa có hiện trang tính lên đây thì chúng ta kéo xuống tiếp nữa. Chúng ta nhấn vô sản phẩm khác của Google nè. Rồi vào trong đây nó sẽ hiện lên tất cả các sản phẩm của Google ha. Chúng ta kéo xuống dưới cuối cùng luôn nè. Chúng ta sẽ tìm. Đây, trang tính. Các bạn sẽ nhấn chọn vô trang tính đó là được ha. Thì trang tính của mình đã xuất hiện ở phía ngoài đây nè. Nên là mình sẽ chọn trực tiếp vô đây luôn. Và để tạo mới một trang tính thì các bạn sẽ nhấn vô trong dấu cộng này nha. Đó, chúng ta nhấn vô đây. Sau khi vô là chúng ta sẽ thấy cái giao diện của trang tính như thế này. Nó giống như bên Excel vậy đó các bạn. Đây, ví dụ mình sẽ gõ vào đây đó là danh sách học sinh nè. Rồi thì các bạn chọn nè, cỡ chữ, phông chữ rất là đầy đủ ha. Đó, in đậm màu chữ nè, rồi màu nền, phông nền đồ rất là nhiều. Đó, kéo ra các bạn nhìn rõ phông nền ha. Thì đợi lát nữa chúng ta sẽ xử lý sau. Rồi trường hợp bây giờ mình sẽ tạo những cái phần bảng nè. Thì khi mà chúng ta đi điền thông tin vào rồi á thì chúng ta sẽ đóng khung cái viền này lại. Rất cũng rất là đơn giản, nó đều có tính năng ở trên đây hết. Đây mình làm ví dụ như là trường hợp đó là chúng ta gõ số thứ tự, họ và tên lớp nè. Đó, chúng ta muốn tạo bảng chừng này thì chúng ta chọn cái khu vực đó rồi chúng ta chọn cái đường viền cho cái bảng đó là được ha. Ở trên đây rất là nhiều tính năng nè. Thì các bạn sẽ khám phá nó tương tự giống như Excel vậy đó. Chúng ta sẽ coi trên đó rồi chúng ta làm. Rất là đơn giản ha. Thì đó là cách tạo trực tiếp á. Đó, các bạn sẽ nhấn vô tệp, nhấn vô đổi tên để chúng ta đặt tên cho cái bảng này nha. Ví dụ là mình sẽ đặt đó là danh sách học sinh. Cách tạo bảng và trình bày thì cũng tương tự giống như Excel mà chúng ta đã hay làm. Và bây giờ đó là trường hợp mà chúng ta đã tạo một bảng Excel, chúng ta muốn copy. Đó, copy toàn bộ bảng này và chúng ta dán qua trang tính nè. Rồi, nếu mà làm cách này á, thì cái bảng của mình á, nó sẽ bị thay đổi nè. Các cột mình phải mất công mình chỉnh sửa nữa, rất là tốn thời gian ha. Thì để làm cách nào mà chúng ta đưa trực tiếp cái file Excel lên trên trang tính thì bây giờ các bạn sẽ xử lý cho mình thêm một phần nha. Đó là chúng ta sẽ vô lại 9 dấu chấm lúc đầu mà chúng ta vô đó, nhấn vô, chọn driver, đưa file Excel từ trong máy lên trang tính nha. Đó là chúng ta sẽ vô mới, chọn tải tệp lên. Rồi sau đó chúng ta sẽ vô trong máy của mình nè. Chúng ta sẽ lấy cái file đó, nhấn chọn file, chọn open. Các bạn sẽ chờ cho nó chạy hết là được. Đó, như vậy là được rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấn ngay cái nút góc này luôn thì nó sẽ hiển thị được cái vị trí của cái file đó nó nằm ở đâu. Đây, chúng ta nhấn vô. Đó, các bạn thấy hiện lên màu xanh không? Đó là nó chỉ cho mình vị trí tệp này nè. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra ha. Thì có hai cách, các bạn sẽ nhấn trực tiếp, nếu mà được thì chúng ta nhấn luôn, hoặc là chúng ta nhấn chuột phải, chúng ta mở bằng. Rồi, Google trang tính. Như vậy là chúng ta đã đưa được cái file Excel lên trên trang tính rồi đó các bạn. Mà nó không có bị cái cột nè, nó không thay đổi. Chúng ta không phải mất công chỉnh ha. Thì sau khi đưa cái bảng Excel lên trang tính này, chúng ta sẽ nhờ mọi người nhập cái thông tin của mỗi lớp vào trong đây. Như vậy nó sẽ rất là chính xác và rất là tiện lợi cho mình. Mọi người nhấn vào chữ chia sẻ ha. Sau khi nhấn vào chữ chia sẻ thì nó sẽ hiện lên một cái bảng nè.
thì hiện tại mình đang là chủ sở hữu của cái trang tính này, và mình sẽ chia sẻ để mọi người có thể xem hoặc chỉnh sửa là ở trong đây nè. Các bạn sẽ nhấn vô chữ hạn chế nha. Đây, nhấn vô chữ hạn chế này. Rồi, nó sẽ có hai sự lựa chọn, thì các bạn chọn đó là bất kỳ ai có đường liên kết. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn ngay chỗ cái mũi tên của người xem nè. Nhấn vô đây. Thì nó sẽ xuất hiện ba lựa chọn: người xem, người nhận xét hoặc là người chỉnh sửa. Thì đa số mình muốn cho người ta điền thêm thông tin thì mình sẽ chọn là người chỉnh sửa nha. Các bạn chọn người chỉnh sửa. Rồi sau đó ở phía dưới đây nó có chữ sao chép đường liên kết nè. Chúng ta nhấn vô chữ sao chép đường liên kết này. Rồi như vậy là đã sao chép. Và chúng ta sẽ gửi cái đường liên kết đó đến bất kỳ một ai. Ví dụ là mình hay gửi qua Zalo ha. Thì chúng ta nhấn vô Zalo nè. Và chúng ta dán cái link liên kết đó vô đây. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ mình sử dụng vào một tài khoản khác nha. Mình nhấn trực tiếp vô cái link Zalo đó nè. Bây giờ các bạn sẽ quan sát. Ở phía góc bên đây là cái tài khoản mà mình đã tạo ra cái bảng này ha. Còn bên góc này chính là cái tài khoản mình mới đăng nhập. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nha. Mình sẽ sử dụng cái tài khoản khác nè. Mình sẽ điền cái thông tin vào trong cái bảng mà cái tài khoản cũ mà mình đã tạo. Rồi sau khi nhập xong mình sẽ chuyển qua tài khoản chính của mình nè. Đây các bạn thấy tài khoản chính không? Đó là những cái thông tin mình vừa nhập bên cái tài khoản kia nó đã qua bên đây. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bảo vệ cái thông tin mình đã điền để không bị người khác xóa nha. Thì các bạn cần chọn cái khu vực mà mình cần bảo vệ nè. Ví dụ mình sẽ chọn cái những cái ô điền số đầu tiên này. Sau đó chúng ta chọn vô chữ dữ liệu. Rồi các bạn chọn chữ bảo vệ trang tính và giải ô. Bên đây xuất hiện một cái bảng thì chúng ta sẽ nhập mô tả. Ví dụ cái này của lớp 1A ha. Thì bạn đó sẽ ghi đó là lớp 1A. Rồi sau đó nhấn vô chữ đặc quyền. Ở đây mình sẽ có hai nút chọn. Một nút đó là sẽ hiển thị cảnh báo khi chỉnh sửa vi phạm vi này. Rồi bây giờ mình chọn cái nút này luôn. Mình test cho các bạn xem cái nút này nó như thế nào nha. Nhấn đã xong. Rồi bây giờ mình sẽ qua một cái tài khoản khác. Đây mình chọn một cái tài khoản khác nè. Bây giờ mình sẽ nhấn vô cái thông tin của cái lớp 1A đó thì nó sẽ như thế nào nha. Bây giờ mình sửa 2 thành 3 nè. Vậy thì trước khi mình sửa thì trên máy nó sẽ báo cho mình như vậy. Thì cái nút chọn đó tức là vẫn cho sửa nhưng mà sẽ có xuất hiện cảnh báo. Còn bây giờ nếu mà chúng ta không muốn cho sửa luôn thì chúng ta sẽ thực hiện cái bước nút thứ hai nha. Đây mình làm ví dụ, đầu tiên các bạn sẽ chọn cái vùng này đi. Từ cái số 5 đến số 3 bên đây. Chọn dữ liệu. Chọn bảo vệ trang tin. Và giải ô đó. Gõ đây là lớp 3A ha. Rồi nó xuất hiện ở cái bảng. Thì chúng ta sẽ chọn. Chỉ muốn mình và chủ sở hữu sửa được thì mình chọn cái nút đầu tiên ha. Còn nếu mà thêm người thì mình sẽ nhấn vô chữ tùy chỉnh nè. Sau đó mình sẽ nhập tên hoặc là cái địa chỉ email của người đó vô đây. Sau khi xong thì chúng ta nhấn vô đã xong ha. Rồi thì ở đây là mình chỉ muốn bản thân và cái người chủ sở hữu sửa được nên mình sẽ nhấn đã xong thôi. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua bằng một cái tài khoản khác để mình test cho các bạn xem nha. Đây, hiện tại trên máy của mình đó là hiển thị của ba tài khoản. Đó là tài khoản chủ sở hữu, một cái tài khoản hồi nãy mình đã chỉnh sửa đó. Và bây giờ một cái tài khoản này là mình sẽ vô, mình sẽ sửa lại thông tin của cái tài khoản thứ hai xem có được hay không nha. Thì nãy là mình bảo vệ cái lớp 3A nè. Là những cái thông tin của trong lớp 3A á. Để xem bây giờ mình có thay đổi được hay không.
Đây ví dụ bây giờ mình sửa ngay chỗ vị trí số 5 nha. Đó mình đang sửa đó. Rồi sau đó mình nhấn Enter nè, các bạn sẽ quan sát nha. Lúc này trên máy hiện lên cái bảng nè, đã xảy ra lỗi, tức là nó không cho mình sửa đó các bạn. Chúng ta nhấn OK. Coi như là cái thông tin trên lớp 3A này nè đã được bảo vệ nên chúng ta không thể sửa được. Còn cái lớp 1A hồi nãy là chúng ta có thể sửa mà chỉ cảnh báo nên nó hiện lên cái bảng nhưng vẫn sửa được, thấy không? Đây, thử lớp 3A một lần nữa. Đó, không sửa được. Rồi thì đó là cách mình hướng dẫn các bạn sử dụng trang tính và bảo vệ những cái con số khi mà mình nhập mình không muốn người khác thay đổi đó, hoặc là bị xóa mất đi. Video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.